Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Chị Kẹo nha anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái trận đấu tử chiến nha mọi người. Ok, đơn giản thì ngày hôm nay anh em nạp tiền tối thiểu một kim cương, các bạn sẽ nhận được ngay nhân vật Alvaro nha mọi người. Vâng, và để cho cái game ngày hôm nay nó trở nên hấp dẫn hơn nữa thì mình sẽ chỉ dùng lựu đạn để mình chơi trong những cái ván đấu tử chiến này nha luôn anh em ơi. Xem là ăn nổi top 1 hay không nhở. Thêm thông tin cho anh em đó là nhân vật Alvaro này nó sẽ tăng sát thương cũng như là tăng tầm xa cho những cái loại vũ khí nổ nha mọi người. Rồi ok này, hình như là có đứa nào phía ngoài anh em ơi. Ok, chuẩn bị qua luôn vả nó luôn sao phải cả anh em nhở. Đấy, nhưng mà bình tĩnh các bạn, là chúng ta cầm lựu đạn nên là chúng ta sẽ phải là yếu thế hơn chúng nó đấy. Các bạn phải lựa thời điểm, thời cơ thích hợp thì mới chơi được chúng nó này. Làm sao, ok. Vâng, đầu trận thì mình chỉ có được 2 quả lựu thôi. Thôi xong rồi, như vậy là phí mất 1 quả rồi anh em ơi. À đủ. Thấy chúng nó chưa anh em ơi? Mấy đứa ở luôn trên nóc nhà này. Tôi lại sợ công quá nhờ. Làm sao em ơi? Một đứa con bên này hả? Ấy, hơi khó nhai, hơi khó nhai. Vậy nên là chúng ta sẽ phải tiếp cận gần mục tiêu hơn nữa nha. Hello. Uầy, một đứa AFK hả? Xong anh em ơi, chuẩn bị là có kill nào. Ui dồi ôi, chắc là mày nó lag anh em ơi, hay là nó thoát trận đây. Chắc là treo máy nhở. Treo máy bị mẹ ganh rồi. Ok ok ok, Sĩ Kẹo kill đầu tiên luôn. Làm sao? Vậy là đội bạn còn lại 3 thanh niên nha mọi người. Rồi nhá, lượn lờ qua đây xem xử luôn cho nó nhở. À, có đứa trên nóc nhà anh em ơi. Tầm này thì hết lựu đạn rồi nên Kẹo đấm tay nha. Đấm tay tạm nha anh em ơi. Let's go nào. Bên này hả? À đủ, đây rồi. Làm sao vậy hả? Uầy, uầy, cái gì đấy? Hơi căng anh em, hơi căng này. Làm sao? Một cú đấm nữa thì đậu xanh này, ok chưa? Thằng này nữa này. Làm sao? Chạy đâu em? Chú chạy anh xem nào. À đủ, chạy thật luôn cả. Đứng lại, nhanh, đứng lại, nhanh. Vai trưởng này làm sao? Đứng lại. Chạy anh như ăn cướp vậy em ơi. Đứng lại hộ anh cái. Uầy, nó sợ nó chạy anh em ơi. Mày sợ, mày chạy này, làm sao? Ok luôn, double kill. Ngon lành mọi người. Vâng, như vậy là xong trận đầu tiên luôn. Đối với trận thứ hai thì mình đã có nhiều tiền hơn và chúng ta tiếp tục mua full lựu đạn. Mình có 11 quả lựu đạn, tức là vứt luôn cả súng lục ra ngoài. Bởi vì là Kẹo sẽ không sử dụng súng lục nha anh em ơi. Tức là sử dụng lựu đạn, mà nếu như mà hết lựu đạn thì lại đấm tay luôn. Ok. Số nha anh em ơi, vòng 2 chuẩn bị được bắt đầu rồi nhá. Let's go. Với 11 quả lựu đạn anh em đoán xem là Kẹo sẽ có được bao nhiêu kill đây anh em ơi. Vâng, chúng ta lên đường. Mình là chơi cái game này, chơi chế độ này mà mình xài lựu đạn thì mình cảm giác như là mình yếu thế hơn hẳn. Chứ bình thường là Kẹo mà chơi tử chiến là Kẹo hổ báo lắm anh em ơi, không phải đi sau đồng đội thế này đâu. Đấy, mà anh em cầm lựu đạn đây là các bạn sẽ phải lựa thời điểm. Đấy, phải đúng người đúng thời điểm thì anh em mới hạ được địch nha anh em ơi. Không là chúng nó lại hành cho sấp mặt lại, đừng có hỏi với Kẹo là tại sao mình đai nhá. Vãi lúa này, xuống đây. Xuống em ơi. Nào, nhảy đi em. Đúng rồi này, nhảy đi em. Nhảy đi em, làm sao? Uầy, anh sợ quá cơ nhở. Nó chạy qua phía này rồi anh em ơi. Let's go. Uầy, nó tính ăn đồng đội mình à? Làm sao? Mày làm sao? Mày chạy đi em ơi. Ok này, knock luôn. Xong chưa? Vậy là còn hai thằng nữa anh em ơi. Một thằng knock rồi, còn hai thằng bạn nữa này. Cứu phát, ok, cứu đồng đội luôn nhở. Rồi ok ok nha. Còn một thằng cuối thôi anh em ơi, một thằng duy nhất trong cái vòng 2 này nữa thôi anh em ơi, là qua màn nhá. Hello đây à? Đậu xanh này chạy đâu hả em ơi? Ui, ăn no lựu rồi nha em ơi. Úi dồi ôi, làm sao? Yes, chiến thắng. Vâng, và để coi là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền anh em ơi, chúng ta có 2.000 tiền, tiếp tục mua full lựu đạn luôn này. Ok luôn, 10 quả lựu đạn, ok, hay còn gọi là 10 trái lựu đạn luôn. Vứt ngay cây súng lục ra ngoài bởi vì là Kẹo sẽ không xài súng lục nha mọi người. Rồi nha, rồi nha. Thằng nào mua nấm linh chi mà mua tận 3 nấm đấy. Mua trận đồng đội đấy hả? Uầy, đúng là em gái tốt bụng anh em ạ. Thôi let's go cái nào. Hôm nay Kẹo lại không xài nấm linh chi. Mình là mình lại kiểu như là mình chỉ xài lựu đạn với con nhân vật là Alvaro thôi anh em ơi. Hello, hello, địch đâu rồi hả? Chúng nó lại trốn rồi hả anh em? À đây, đấy, ném lựu chặn đầu nó. Uầy, phí lựu rồi các bạn ơi, căn ke đường chạy của địch hơi bị sai rồi. Vai trưởng. Hello, chưa có kill nào luôn này. Ok ok, nó một. Vâng, thằng kia chuẩn bị lên bảng nhá. Xong, kill đầu tiên luôn này. A à, đù này, phía sau có người này làm sao? Mày chạy đâu hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Ok ok, đá nấp luôn rồi cơ. Team này team cứng phết anh em nhở. Let's go.
Thế là bây giờ còn mấy đứa đây? Còn hai thằng nữa nha anh em ơi. Một đứa thì đang bị nốc rồi, còn hai đứa nữa cơ. Chưa thấy đâu nhở? Hello. Ơ, cái đậu xanh chứ. Win luôn anh em. Ây, chắc là thanh niên kia lại đi móc ở đâu đó rồi. Ngon lành. Và đây chính là vòng 4/7. Nếu như mà team mình win trận này, chiến thắng lên anh em ơi, mình có 13 quả liệu nha. Vẫn là nhân vật Alvaro anh em ơi. Thông tin cho anh em đó là nhân vật Alvaro này hiện tại thì mình không add thêm bất cứ tính năng gì khác, cũng như là lever mặc định của nhân vật Alvaro nha anh em ơi. Mà cái lượng sát thương cũng như là cái tầm xa khi mà kẹo ném lựu đạn nó phê như thế thì anh em thấy là nếu như mà nhân vật Alvaro này nâng cấp mắc thì nó sẽ có cái vai trò quan trọng trong team như thế nào anh em ơi. Phải nói là rất là hay luôn anh em ạ. Rất là hay luôn chứ không phải là hay bình thường đấy nhở. Xem như nào nhỉ. Hello. Có ai đây không vậy? Hello. À, chúng nó ngay ngoài kia anh em ơi. Từ từ anh em ơi, mình không hổ báo mình chạy qua luôn được. Đơn giản là đang cầm lựu cho nó bắn cho thì có mà. Lên bảng điểm số sớm anh em ơi. Có súng đâu mà chơi nhở. Giáp mũ thì chẳng có luôn này. À, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy chúng nó rồi anh em ơi, nhưng mà chưa ném lựu vội. Ok này. Ném vội lại phí thì sao đấy đấy. Lại phí lựu rồi. Câu một quả lên trên này. Thôi xong. Mình chơi ngáo phải ra anh em ơi thể. Chẳng hiểu sao này. Hello. Uê, làm sao? Mày thích làm sao? Thêm quả lựu này. Quả nữa này. Chạy đâu hả các em ơi? Úi rồi. Sao? Win rồi anh em ơi, quẩy thế nào? Wow. Ok luôn. Yes, cắm cờ. Sức xương nhở. Hello anh em. Và chúng ta sẽ lại đến với một cái trận tử chiến nữa nha anh em ơi. Ok, lần này vẫn là cái nhân vật Alvaro. Và tiếp tục cầm lựu đạn phang địch luôn anh em ơi, không phải ngại bố có thằng nào cả. Cái game đầu tiên thì anh em chỉ có hai quả lựu đạn thôi, đơn giản là tiền nó cung cấp cho anh em hơi ít đấy, nên là anh em chỉ mua được đúng hai quả lựu đạn thôi. Nhưng mà cái vòng 1 là cái vòng dễ nhất luôn, đơn giản là kẻ địch của chúng ta thì chúng nó cũng chỉ có tiền chúng nó mua súng lục thôi anh em ơi. Rồi nha, đây mình đang chuẩn bị sẵn hai quả lựu đạn rồi mà chưa thấy địch đâu cả này. Hello các bạn ơi. Ui, nắn ý, hai đứa này. Ui, ba đứa luôn, bốn đứa luôn. Thôi xong này. Ê, các bạn ơi. Úi dồi ôi, xong luôn. Nốc luôn ba đứa, thằng cuối, thằng cuối. Đấm phân nữa nó lên bảng này anh em ơi. Đứng lại, đứng lại mày, đứng lại mày. Úi dồi, yes, quá là kill luôn. Vai trưởng anh em thì căng chưa? Alvaro cầm lựu bá đạo chưa? Thế này mà anh em không nạp tiền vào ngay nhận luôn nhân vật Alvaro miễn phí thì đúng là phí cả cuộc đời anh em ạ. Số nhá. Chúng ta có 12 quả lựu này. Cho wow. Ok. Nói chung là mình khá là thích cái hành động của Lý Tiểu Long anh em ạ. Let's go nhá. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Khởi động vòng 2 xương xương thế là được rồi. Ơ, cái này là chạy cửa sổ hơi khó ra ngoài anh em ơi, nên là mình sẽ chạy cái đường khác nha. Hello. Trên này có ai không vậy ta? Chưa thấy ai cả này mọi người này. Với 12 quả lựu thì mình rất là tự tin luôn anh em. Không như là cái vòng 1 có mỗi 2 quả lựu là hơi bị xoắn quẩy thật. Hello. Hình như là chúng nó ở ngay phía này đúng không anh em ơi? Đúng không nhở? Lên trên nhẹ nhàng thôi các bạn ơi. Đúng hai đứa này. Úi dồi ôi, làm 2 quả lựu này có xanh mộ không? Xanh mộ này, wow. Úi dồi ôi. Các chú là các chú chơi ngu với con nhân vật của anh rồi. Alvaro thế này, anh cầm lựu thì mà anh phang các chú dễ như ăn cháo luôn nhở. Mà ăn cháo thì anh em lại phải nấu cháo. Nấu cháo thì lại hơi mệt, thế nên là nó cũng không dễ lắm anh em. À, nếu như mà các bạn thấy video của Kẹo hay, đừng quên đó là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông và nhận thông báo tất cả video nha. Cảm ơn mọi người này. À đủ anh em ơi. Như vậy là với cái vòng 2 này địch chỉ còn lại một tên duy nhất thôi anh em ơi. Xem như nào, tìm nó và xử lý nó luôn anh em ơi. Ơ, đây à? Mày đứng lại cho anh. Mày đứng lại cho anh này. Làm sao? Ăn lựu. Ui, chưa kịp ném lựu đồng đội clear luôn. Tìm gắt không anh em. Rồi nhá. Vâng, chúng ta đến với vòng 3 rồi anh em ơi. Ok, mua full lựu đạn. Mười mấy quả đấy anh em ơi. Vứt cái súng lục ra cái đã. 17 quả lựu đạn. Uầy. Như vậy là trận này thì mình có tận 17 quả cơ. Thế này tha hồ mà ném địch nha anh em ơi. Không phải lo luôn nha. Ten ten và chúng ta lên đường. Anh em ơi, chơi cái kiểu này là anh em phải núp bóng đồng đội một tí. Chứ còn là nhân vật Alvaro thế này là không một mình đi quẩy được đâu. Cứ phải nhờ đồng đội support anh em ơi. Rồi nhá. Ê, chúng mày chạy qua đây à? Hai đứa luôn cả. Câu lựu qua này xem đứa nào dính không này. Không ai dính cả này. Hello. Chúng nó chạy vào nhà rồi hả anh em ơi? Qua bên này luôn nhé này. Làm sao này, lựu anh cầm trên tay này. Câu quả lựu qua này. Thôi xong rồi. Câu ngu rồi anh em ơi. Một quả lựu ra ngoài này.
Làm sao hả em? Thêm quả nữa này. Xong luôn thằng bé này. Một đứa nữa. Làm sao? Anh xem là chú chạy đâu nhá. A à, đù này. Yes, double kill. Ngon anh em ơi, và xong vòng 3 nhá. Vòng 4 các bạn ơi, mua full liệu thế nào? Yes, xem là có bao nhiêu quả đây. 21 quả liệu luôn anh em, thì căng chưa nhở? Rồi nha, tầm khoảng là 10 giây nữa vòng 4 của chúng ta sẽ bắt đầu luôn này. Ok. Chạy bộ khởi động chân tay anh em ạ. Đấy. Ok ok nhá. Vâng, và chuẩn bị lên đường. Let's go nào. Đây anh em ơi, game cuối rồi, xem như nào. Cố gắng ăn nhiều kill anh em ơi. Ok ok. Chúng ta có 21 quả lựu đạn cơ mà. Let's go. Chưa thấy tên địch nào nhỉ? Ơ à, anh em lại trốn đâu cả nhở? Ui đây à? Phải lùa. Anh ơi anh ơi. Anh ơi. Ui, vào nhà nhanh luôn, tôi câu quả lựu ngáo vãi anh em. Ok 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 nhá. Phải thật, chẳng hiểu sao mình câu được quả lựu như vậy luôn. Let's go nào mọi người. Team địch thì vẫn đang còn đầy đủ 4 người chơi luôn cả. À đây này, một đứa này. Chạy đông hả em? Ui thằng bé cũng câu lựu qua cơ. Làm sao ăn nổi anh không? À, nhanh chân vào nhà vậy em. Đúng là dân chơi đây mà. Ui, dân chơi đã nốc rồi. Còn hai thằng nữa nha anh em ơi. Ok ok ok. Đây rồi nhá, mình vừa thấy một đứa ở ngay bên này nha anh em. Hạch cuối này, làm sao? Bây giờ các chú thích làm sao hả? Ơ, nó lại trốn đâu rồi? Câu lựu mà nó không chịu vào nhà hả? Thêm quả nữa này, làm sao? Chạy đông hải em ơi. Ui, xong chưa nhở? Ơ, vãi trưởng. Đồng đội liếm luôn mạng của mình, cay quá nhở. Đáng lẽ ra là cái mạng trong nhà này là kẹo phải ăn được chưa anh em ơi. Thôi, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.